1. Xuất xứ thương hiệu giày bảo hộ K2. K2 là thương hiệu sản xuất giày bảo hộ lao động đến từ Hàn Quốc. Giày được trang bị với những tính năng ưu việt giúp bảo hộ an toàn cho người lao động trong môi trường làm việc nhiều hóa chất, ẩm thấp, môi trường độc hại. Nếu bạn tìm kiếm một đôi giày bảo hộ uy tín chất lượng thì giày K2 là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. 2. Hãy cùng với bảo hộ Garang tìm hiểu về những ưu điểm của giày bảo hộ Hàn Quốc K2. Giày bảo hộ Hàn Quốc K2 là sản phẩm chất lượng cao với nhiều ưu điểm nổi bật như: giày có khả năng chống va đập với thiết kế bọc thép chịu lực cao. Đế giày có lót thép chịu lực giúp giảm bị đâm xuyên bởi các vật thể sắc nhọn. Các đôi giày bảo hộ thường được trang bị khả năng chống tĩnh điện, chống trơn trượt, chống dầu nhớt và có độ bền cao giúp bảo vệ tuyệt đối đôi chân của người sử dụng. Giày K2 Hàn Quốc với chất liệu cao cấp làm từ da phải đảm bảo độ bền cao với công nghệ sản xuất tiên tiến đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất. Giày K2 Hàn Quốc luôn làm hài lòng người sử dụng với chất lượng vượt trội. Giày bảo hộ lao động K2 được thiết đơn giản, gọn nhẹ phù hợp cho cả nam và nữ giúp người dùng dễ dàng phối với các trang phục lao động khác. Giày K2 có nhiều mẫu mã và kiểu dáng khác nhau, phù hợp với nhiều loại nghề nghiệp khác nhau và có thể lựa chọn theo sở thích của từng người sử dụng. Cứ như tính năng nổi bật như vậy nhưng giày bảo hộ K2 có giá ở mức tầm trung phù hợp người lao động có mức thu nhập trung bình. Với những ưu điểm nổi bật trên, giày bảo hộ lao động Hàn Quốc K2 là một trong những sản phẩm giày bảo hộ lao động được ưa chuộng và tin dùng bởi nhiều người lao động tại Hàn Quốc và trên thế giới. Giày K2 thường được sử dụng trong môi trường nhà máy, xưởng cơ khí, hầm mỏ, dân hoang, khu công nghiệp, tri cực. 3. Những đôi giày K2 Hàn Quốc được ưa chuộng hiện nay. Giày bảo hộ K2 11 giảm sốc tốt giúp tránh nguy cơ đau cột sống, chống tĩnh điện tốt, giảm nguy cơ phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ, giúp giảm nguy cơ tích tụ tĩnh điện trên người. Có khung bảo vệ chịu được lực va chạm đến 200 dung giúp chống được va đập hiệu quả, đế giày không bị biến dạng, hư hỏng trong môi trường dầu nhớt và có độ bám dính cao, chống đâm xuyên. Đế giày có lớp thép chịu lực 1100 N, kiểu dáng đẹp và thoải mái khi làm việc, gián tiếp nâng cao năng suất lao động. Giày bảo hộ K2 14 được thiết kế với kiểu dáng cao cổ sở hữu lớp da cao cấp, trơn tru cùng tông màu nâu gạch không chỉ mang lại vẻ sang trọng, lịch lãm mà còn đảm bảo giày luôn sạch sẽ cho kỹ sư làm việc tại công trường, nhà máy. Sản phẩm này sở hữu những tính năng bảo hộ cực tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. K2 14 được thiết kế các tấm an toàn bằng chất liệu thép không dễ đảm bảo được hai tính năng quan trọng nhất của một đôi giày bảo hộ là chống nhập ngón và chống đâm xuyên. Một trong những điểm đặc biệt của sản phẩm K2 14 chính là lớp da xịn này. Lớp da không chỉ bền bỉ, đẹp mắt mà còn sở hữu một loạt các tính năng như chịu nhiệt, chống dầu hóa chất, chống nước. Ngoài ra, giày còn sở hữu phần đế giày mang lại khả năng chống tĩnh điện cực tốt, rất phù hợp với anh em làm việc tại nhà máy điện gần khu vực phát điện. Chúng tôi hy vọng video này đã giúp bạn hiểu hơn về giày bảo hộ K2. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Bạn có thể tham khảo và chọn mua các loại giày ở trên tại Garang. Liên hệ trực tiếp qua hotline 0981116168 để đặt hàng. Đường dẫn của website được đặt dưới phần mô tả.